Thưa quý vị, trong văn hóa của người Việt Nam, rồng được coi là biểu tượng linh thiêng, đại diện cho sức mạnh, uy quyền và sự may mắn. Con rồng thường xuất hiện trong văn hóa truyền thống và mỹ thuật Việt Nam. Tại đình Mông Phụ, đường Lâm, Sơn Tây Hà Nội còn lưu giữ bức phù điêu Lão Long Huấn Tử từ hình tượng rồng để kể câu chuyện mang tính giáo dục, tình cảm gia đình đầy nhân văn. Hình tượng này cũng đã tạo nguồn cảm hứng cho nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, người con của mảnh đất đường Lâm, cho ra đời những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Theo chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, ý tưởng thực hiện bộ sưu tập hình tượng rồng chào đón năm Giáp Thìn đã được anh ấp ủ nhiều năm. Tuy nhiên, làm thế nào để cho ra đời bộ sản phẩm độc đáo, không lặp lại chính mình, vẫn là nỗi trăn trở của người nghệ nhân. Sau khi thực hiện nhiều sản phẩm nhưng chưa ưng ý, anh được một người bạn gợi ý tham khảo bức phù điêu Lão Long Huấn Tử tại đỉnh Mông Phụ, cách không gian triển lãm của anh không xa. Cũng chính từ lúc đó, nguồn cảm hứng sáng tạo về linh vật rồng gần như mới cởi được nút thắt, giúp người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Xuất phát từ ý tưởng con rồng cháu tiên, thì tôi cũng đưa cái câu chuyện này vào xuyên suốt trong cái bộ sưu tập của mình. Thì bộ sưu tập của tôi thì có 1.000 tạo tác. Cảm hứng để tôi đưa hình tượng rồng vào trong những sản phẩm ứng dụng để cho hình tượng rồng trở nên đa dạng hơn, trở nên gần gũi hơn. Đó chính là hình tượng rồng trong điêu khắc đình làng Việt Nam. Tôi đã học hỏi từ cái điêu khắc đình làng ấy rất là nhiều. Khi mà hình tượng rồng đã được gần gũi với con người hơn, được thể hiện một cách đơn giản hơn và đôi khi nó mang lại cái sự ngô nghê. Đấy, thì đây là cái cảm hứng rất lớn của tôi là bắt nguồn từ điêu khắc đình làng. Từ bức phù điêu Lão Long Huấn Tử cùng những câu chuyện đầy tính nhân văn xung quanh bức phù điêu, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã cho ra đời 1.000 tác phẩm từ rồng. Trong đó, sản phẩm nổi bật và độc đáo nhất là chiếc ghế rồng rác vàng, lấy chính câu chuyện trên bức phù điêu của đình làng Mông Phụ. Ghế rồng Lão Long Huấn Tử có hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn mang đậm ý nghĩa về văn hóa cội nguồn của người Việt Nam. Ngay phía dưới là hình ảnh rồng con đang vảnh đầu hướng lên, như đang lắng nghe những điều dân dạy của lão rồng. Chiếc ghế cao 1,65m, rộng 2m được chế tác từ sơn mài trên gỗ lũa, mạ vàng 24K. Đây là một hình tượng một ông rồng già đang dạy một chú rồng con. Đây cũng là một cái thuyết đặc trưng của vùng đất Đường Lâm của tôi. Hiện nay thì các cái tạo tác đó vẫn còn đang phù điêu đang còn đang hiện hữu trên đình làng Mông Phụ. Thì đây cũng là một cách nó mang lại cái ý nghĩa giáo dục cho xã hội nói chung, cũng như là nêu cao được cái nét đẹp của người Đường Lâm nói riêng. Đây là tác phẩm lớn nhất về mặt kích thước cũng như giá trị trong bộ sưu tập con rồng cháu tiên của nghệ nhân. Tác phẩm hiện đang được trưng bày trong không gian nghệ thuật Phát Studio để du khách có thể thưởng lãm và hiểu thêm về một trong những tích xưa mà thế hệ hôm nay vẫn cần trân trọng và gìn giữ.